Dạ, Ngôn xin gửi lời chào của chú anh chị nha. Hiện tại thì Ngôn đang đi trên đường thì vô tình gặp được chị Bích. Chị Bích đang chuẩn bị đi dạy. Đó, đang chuẩn bị đi dạy thì vô tình gặp được. Thì để Ngôn cùng với chị Bích trò chuyện cho cô chú anh chị được xem câu chuyện ngày hôm nay nhé. Dạ. Một rồi đúng không, đúng rồi một không, mười hai, mười hai là thứ trăm rồi đúng không, dạy mùng năm tới giờ khởi điểm là mùng năm. Chị dạy môn gì? Chị dạy môn môn sử với môn văn, môn anh văn, môn sử anh văn với môn văn ngữ văn. Chị biết môn anh văn luôn, biết chào. Mà chị dạy được, chị dạy xui xui được, nhưng mà vô trường như dạy là chị dạy không bằng mấy cô kia. Chưa, thôi chị học lớp 8. 8 7 7 lên lớp 8. Rồi rồi quất cho anh em. Cảm ơn. Chị biết giỏi gì ta? Dạy khơi á, rồi học trò nó tiếp theo nó học. Thấy không? Chị dạy khơi khơi á. Mấy em ạ? Chị dạy 30 đứa đặng. Bên băng của chị á. Băng của mấy chị 30 đứa đặng. Học sinh của chị là 30 đứa. 15 15 nam, 15 nữ, nhỏ nhỏ á. Là dạy 30 người luôn. Giỏi trời. Bỏ ngành luật sư lâu rồi. Luật sư đâu giờ đâu ai đi qua ga mà đường nữa đâu mà làm luật sư nữa. Nó có công ty riêng cái chân à. Có công ty á. Có nhà cửa trơn đi làm chi nữa. Đúng không? Chị chở là ngày làm cô giáo. Rồi, một tháng như vậy là chị lãnh lương được bao nhiêu? Một tháng một ngày chị lãnh lương được 25.000. 25.000 ngày luôn. Ngày được 25.000. Trả thấp bây giờ làm ngày cô giáo mà trả thấp bây giờ. Kệ, ta cho tỷ ý, ta cho bao nhiêu tỷ ta. Đòi hỏi ta buồn á. Không? Ừ, đòi hỏi ta buồn. Ngày cô giáo là đi sớm một chút, 9 giờ ở đi, thấy không? Còn ngày luật sư ta đi buồn 10 giờ. Vậy là luật sư đi trễ hơn cô giáo. Cô giáo thì nó học sớm mới đi sớm. Khối 6 nó đi sớm. Khối 10 hay lớp 12 thì đi trễ. Chị ngày nào cũng đi dạy giáo nha. À, buổi sáng chị dạy làm cô giáo, buổi chiều chị làm thợ may. À, đồ chị nè. Chị tự may á. Tự may á. Hay vậy ta. Chị làm sao mai rồi chị sắp theo mấy tiếng làm chị coi à. Đó trước thì chưa khai trương, giờ khai trương chị coi. Chị Bích năm nay được bao nhiêu tuổi rồi chị Bích? Năm nay chị 41 nha, chị mới 19 nè. Chị còn nhỏ. 41 nhưng mà mới 19 thôi. Chả đi chưa có chồng á. Chưa có chồng nữa. Chị chưa có chồng. Có con chị đâu có chồng đâu. Chị là chưa có chồng á. Chưa. Sao chị không kiếm anh nào á? Thôi chị không có bạn. Chị sợ vụ đó, lợi dụng. Sao là chỉ có kiếm người đàng hoàng, người có nghề với chị đó. Đúng không? Là dạy giáo luôn ha. Có nghề với chị đó. Là chị chịu thầy giáo thôi. Chị chịu thầy giáo à. Có nghề với chị đó. Vậy chị không phải nghề ruộng mà chị làm thầy này, mới làm cô giáo với làm thợ may, chị làm dọn dẹp nhà cửa, phải không? Ừ. Một ngày là chỉ có 25.000 thôi. Một ngày chỉ có 25.000. Đã thấp quá. À. Ừ. Vậy là đủ ăn được chỉ cơm mà. Đủ ăn được chỉ cơm à. Tại giải từ thiện, phải không? Ủa chị Bích dạy văn rồi, văn đâu chị Bích đọc thử cho em nghe câu văn. Văn, cái văn ha. Ừ. Tiếng của một quai gió như làm sao, mái bạc gió như thế nào hỏi. Ánh sáng vì sao có bạc gió, vì kề nắng thổi gió. Bài thơ hay quá. Chị coi chân lịch á, là tới đề sai lắm chị coi được. Rồi còn bài thơ nào nữa? Bài thơ ha. Trên chiếc xe qua kỳ a gấp, qua kỳ lý le, qua kỳ hạnh phúc. Hỏi vì sao họ có hạnh phúc? Vì trở lại ngày vui. Ngày vui là gì? Pháo cưới. Ngày vui là trúng số mới đúng chứ. Pháo cưới thì pháo cưới thì mới trúng số, mà trúng số người ta làm pháo cưới. Không? Trúng số mà trúng số mà không có pháo cưới họ đâu có vui. Trúng số mới có tiền ha. Có tiền họ xây nhà lớn lên họ làm áo cưới. Không? Họ có áo cưới họ mới vui. Không? Vậy là mình phải là có đám cưới rồi mình mới trúng số. Ừ. Mà
mà trúng số là người ta, những người nào ta chưa có vợ ta trúng số, rồi khi nào cắt nhà xong ấy họ làm pháo cưới, gọi là nó mới vui ha. Mà vui vui vậy đừng học theo, học theo là hư hư sao sao hư vậy chị Bích? Hư là mắc chinh đó, là hư, đừng học theo ha. Sao sao có con được? Học theo á là hư á, đừng có học theo, mình mới có thấy con. thì giờ mới đừng học theo, Giờ học mai theo là hư á, nó dụ là hư á. Hèn gì chị Bích chưa có chồng luôn. Chị cũng còn chinh nữa đó, đó chị mới chinh hồi nào chị còn á, thấy cách đi thai son hồi lúc trước anh quà cưng quay chưa, em coi, thấy cách thai son chưa, chị cũng còn chinh nữa đó, con với chị chưa chào chưa trong sáng mà chị cũng còn rồi đó, chị đâu có mắc đâu của chị mà. Em có coi chị trên TV á. Thấy không, chị sơn đỏ luôn như mấy cô kia, thấy chưa, chị cũng còn ở đó, chị đâu có mắc. Tha phẩm tại sao mà chị tha hay lại thay chị vậy? Chị tha nó mới đó, dạy chị tha chị mới cỡ chứ không có tha sao, là chị thay hơi à ha, vô trường hay thay hơi à, vô trường trước khi mình lên lớp mình dạy rồi mình phải thay vậy đó, phải hơi à, phải hơi cho nó duyên dáng, không bận mà đâu có duyên bận mà, hỏi cô dâu hôm nay cô giáo rồi thay hơi à ha. Hôm nay gặp chị Bích đeo vàng chữ này lúc hổm thì không thấy đeo, hôm nay cô đeo chữ gì? Ủa chị Bích lãnh lương là hồi nào mà có vàng nhiều vậy? Lãnh lương quá hổm đó. Quá hổm ai riết chịu cho chị á. Thấy không? Quá vàng. Đã quá ta. Nếu của cái lấy chồng thì chỉ là chồng nghề nghề của nghiệp của mấy chị à. Thấy không? Thì mấy chị thích á. Mà mùa hè mấy chị nghỉ. Chị nói sao làm với chị vừa hôn với chị có lương á. Vì ngày xưa với chị thích đi học á. Thế chị không nói cho mấy chị thích đi học á không? Trước là chị học lớp 8. Chị học lớp 8 đó, nhưng mà tại mắc kẹt chị nghỉ á. Ủa chị có công chuyện gì mà chị nghỉ uổng vậy? Tại chị kinh nguyệt á, đi không tỏi. Sau này có bốn kêu lên chị đi á. Mấy năm trước chị làm luật sư, nhưng mà luật sư bây giờ họ vô trường lớp hết trơn rồi, họ có công tay riêng hết trơn rồi. Chị trở lại là hành người giáo. Chị làm luật sư được mấy năm? Chị làm sư lâu rồi, 26 tuổi tới giờ đó. Chị mới cho cô giáo 2 năm nay hả? À chị ơi, chị làm cô giáo mà chị biết ca không? Biết. Không, ca làm ha. Tiếng nói vui vui anh mặc tới trường đó là cô giáo. Cô giáo bóp bê thẹn thẹn cúi đầu vỡ tập trên tay. Hay quá. Hay quá, chút ca hay quá. Làm em bài nữa coi. Trên chiếc xe là chiếc xe lô, em đi làm cô giáo em đi hồi hè. Trên chiếc xe là trên chiếc xe lô, anh lái em chiều em đi máy bay. Em đi máy bay để em đánh cầu, hay em làm cơ khí, em làm thợ điện. Làm cái tên là thợ điện á. Là do chị canh tác ha. Chị á, chị coi lịch á. Nó điện xa dữ lắm mà chị biết. Nó vô nó điện xa dữ lắm mà chị biết. Chị Bích giỏi quá. Tại tao mắt chị rõ lắm. Tao mắt chị rõ dữ lắm chị biết. Chị Bích làm luật sư rồi làm cô giáo rồi còn biết làm thợ may nữa, giỏi lắm. Chị Bích biết làm thơ không? Biết. Đâu biết nữa. Đâu đâu đọc mà. Đọc ha. Chết chị trên xe cầu kỳ ngăn nắp ra sao bụi bẩn bút dơ, đó là chiếc xe ngân hàng cuộc sống ngay ngát tới trường như trang giấy trắng của một cô giáo bốc nghiêng dạy thì, đó là chiếc tập trao tặng cho em. Ơi, hay quá, cô Bích hay quá. Trời đó chị đọc thơ đọc giỏi lắm á. Lớp 8 chị biết thơ, biết văn, biết chân à. Sao là chị về đi coi lịch á, là tới đề xa dữ lắm, chưa lượt hết trơn à. Ở nhà chị rồi, chị có làm công việc gì không? Ở nhà chị thì chị dọn dẹp nhà cửa. Có nấu cơm gì không? Mẹ chị nấu cơm mà chị vô dọn dẹp nhà cửa. Chị giỏi dữ vậy? Làm 3-4 ngày rồi còn dọn dẹp nhà cửa nữa. Mà chị thích. Chị thích ta. Chị có mướn người không? Không, không có, mình chị à. Thôi, đơn cứ đi làm mà. Em đi quay phim nhưng mà chị muốn là chị trả lương em làm cho chị luôn. Thôi, chị đâu có tiền đâu mà trả lương. Ngày 25 ngàn không? Không biết, chị không có tiền.
Chị Bích giỏi quá. Chị không có tiền. Mà chị Bích vui nữa, cô giáo vui. Tại chị chứ có chồng á, chị đâu có gì đâu, chị đâu có tiền vết đâu mà chị buồn. Từ nhỏ lớn lên đâu có ai làm gì chị đâu, họ đâu có biết gì chị đâu. Chị đâu có gì đâu, chị trong sáng hoàn toàn, chị đâu có tiền vết đâu mà chị buồn. Chị đâu có ai làm gì chị đâu có yêu đương với chị đâu, chị đâu có thất tình đâu mà chị buồn. Chị là không có yêu đương là mình không vui. Chị không có yêu đương, chị vô chị làm ngủ sáng bét à, cái chị lên chị bền đó không, còn mấy nhỏ mới yêu lên nó yêu đương không à. Chị mà biết chị có tự nấu cơm không? Biết, chị nấu cơm chị biết. Trời ơi, mà má chị nấu, chị biết dọn dẹp nhà cửa. Chị biết, nhưng mà tại vì mẹ chị nấu nha, má chị nấu. Chị công việc của chị là dọn dẹp nhà chị cửa, dọn dẹp và chị dọn dẹp nhà cửa. Chị đi quá mà chị phải uống sữa ha. Chị phải uống sữa mà. Cà phê để cho cưng uống, nam uống, nữ uống sữa. Sữa à, chị không thích. Chị tới nhà học và chị đi à. Chị đi tới nhà tụ trường á, chị ra chị dạy. Bây giờ hình như là gần nghỉ hè rồi. Không, mới vô đó. Mới vô à. Tết nó mới nghỉ. Tết á mà gần tháng 12 nó mới nghỉ. 12 Tây á. Ngày nào cũng đi, mới lấy nghỉ hè là chị nghỉ. Vậy là bữa nay là chị đi buổi sáng. Buổi sáng là 9 giờ chị mới ra. Giờ hổm thì thấy chị đi buổi chiều. Buổi chiều là nghỉ hè đó. Nghỉ hè đó. Còn tới tới ngày học thì đi hai buổi, rồi nghỉ hè có 1 buổi là. Nghỉ hè 1 2 giờ chị mới ra. 1 2 giờ trưa á, đúng không? Ở nhà chị ngủ. Tới cái ngày học mà chị ra sớm sớm sớm, mà tới cái ngày Tết thì chị nghỉ. Nãy em thấy chị đang đi trên đường á, là chị chuẩn bị đi đâu vậy? Chị đi ra đây chị dặm cô giáo á. Rồi tới mấy giờ chị về? Một chút chị về. Chị nói nho nho vậy, chút chị về, dạo dạo rồi chị về à. Chị lội vòng chứ là dạy là chị về, chạy xong chị về à. Chị về có lúc nào chị đi lạc không? Không, chị không có đi lạc. Chị đang quen đường, nhớ đường à, chị không có lạc. Lúc trước là em thấy chị là chị bạn nguyên bộ đồ dài đẹp lắm. Mà lúc là chị làm cô giáo vô vô công ty, chị không còn mặc đồ dài nữa. Anh đồ bộ à. Đã đồ bộ đẹp, áo dài để thôi chừng nào đi chùa hả mà. Có không, đến ngày Tết rồi hả mà. Là áo dài để Tết hả bạn? Tết hả mặc, đi chùa hả mặc. Hay hả mặc cái ngày áo cưới mình hả mặc, có không? Áo dài là mình đi đám cưới. Đám bạn. Cưới mình hả mặc, rồi đi Tết cái chùa mình hả mặc. Ngày thường mặc đồ này đẹp hơn, lịch sự hơn. Chị Bích có biết bài nhạc nào của cô dâu chú rể không? Biết. Tặng em bài đi. Tặng nghe rồi. Em xin thề chẳng dùng. Nói ra sao, nói ra sao tuyệt vời hầm. Thử anh còn cưới xin gì. Đó hát hò chằn rằm. Em đi nhờ biết chưa, em có chờ anh không? Nghe nghe mùi quá chị Bích ơi. Này mà có nhạc chú Mi Châu là ca dữ lắm à. Cái ngày xưa chị thích làm á, mà chị không nói. Vậy là chị cũng thích làm ca sĩ nữa. Chị thích làm. Em mà ngày hè là chị nghỉ à. Em thấy mà có nhạc là chị Bích ca dữ lắm. Chị Bích có karaoke chưa? Không, chị mới karaoke. Ca chưa khơi thôi mà chị mới karaoke. Chị Bích uống sữa thêm không em? Thôi hai chai được rồi, được rồi. Thôi được rồi, chỗ có cũng có lắm, uống chút à. Uống sữa cho nó đẹp da. Mà đừng có lợi dụng vậy nha, đồ nghiệp chị nha. Để chị làm nha, để chị làm. Đồ nghiệp nết á, nết bây giờ nó cũng ham học lắm á. Mấy đứa nết ham học á. Để chị làm. Giới thiệu học sinh cho chị. Để nó vô chị làm. Đừng có lợi dụng chị, đồ nghiệp chị nha. Hai chị cũng không biết hết đó. Chị thấy người ta nói chuyện chị nói theo á, đúng không? Tại chị nói lợi dụng, em không biết lợi dụng là gì. Học sinh vô học luôn. Học sinh nó về đó. Nó ra 8 giờ mà chị ra 9 giờ á. Chị chứ ngày nào chị cũng ra 9 giờ á. Tới Tết chị nghỉ. Tết thì nó nghỉ thi á.
Thi xong có nghỉ Tết hết trơn à, tổng kết là nó nghỉ à. Nhà chị ở đâu chị? Nhà chị ở Nhân Trọng với ông Hưng á. Ừ. Bữa nào chị cho em vô thăm nhà chị được không? Được. Quý hóa quá, em sẽ mua quà cho chị. Cảm ơn nha. Dạ. Rồi mình mua quà, chị thích quà gì vậy? Chị thích ta sữa, sữa với xà bông, nước rửa chén với đồ, với son phấn, với kẹp, với cài, với vàng vậy thôi à. Dạ. Chị thích tiêu dùng không à? Chị là thích xà bông, son phấn. Son phấn này kia, kẹp cài rồi đó. À, chị thích vậy đó. Để chị thích đó. Vậy bữa em vô em mua kẹp tặng chị. Ừ, cảm ơn nha. Dạ. Bữa nay hai anh em đi trên đường á, rồi gặp chị. Rồi ghé lại. Chị tính già đi dạy á. Mới sắp đẹp quá, chị cởi cái nón ra, coi sắp chị mà đẹp quá. À, chị nè. Tất cả giống cô dâu quá hả? Thì cô dâu đó vô trường mà, vô trường làm đàng hoàng á, là đâu có em thầy giáo đâu, đâu có. Không có, chuyện có biết. Không, cô giáo. Hôm nay vào chị Bích cho em một bài thơ đi. Thơ ha. Dạ. Rồi. Ngay ngay nét mặt đó là chinh vắng của một đời qua số phận bi thương. Em là cô giáo khát ngưỡng chăn nhung, em đi tặng bạn chăm anh bài thơ ngay trò. Học trò của em ngăn nắp gọn gàng sạch sẽ tươi vui. Chị tự sáng tác luôn á. Của chị á, cho trong lịch á, rồi chị tự theo, chị dựa theo chị sáng tác lại. Lịch của chị nó đề xa dữ lắm. Dạ. Không có biết đâu. Gia đình của chị không ai biết hết trơn á. Bữa nào chị giới thiệu mấy cái cuốn lịch đó cho em coi với. Bữa nào chị lấy ra cho em coi. Dạ. Nó đề xa dữ lắm, không có biết đâu. Dạ. Ở đây cho tới Vĩnh Long luôn á. Nó đề xa dữ lắm. Dạ. Tới thì tới tuốt ngoài Hà Nội luôn á. Mà cuốn lịch chị dày lắm hả? Cuốn lịch nó dài nhưng mà nó đề xa dữ lắm, không có biết đâu. Chị biết á, cả mắt chị tỏ á, chị sao, biết. Sao chị học được hay vậy? Biết, chị biết, chị tỏ mắt á, chị biết. Chị dạy rồi chị có tập dở chưa? Không, chị khỏi lịch, chị đề có lịch chị khỏi tập dở. Chị coi hàng ngày á, không có đưa lịch về vô không, nhà là không ai coi, chị coi vô mà ba má của chị hoặc anh em của chị không ai coi hết trơn á, mình chị coi à. Chị giỏi quá, chị chịu học quá. Chị xưa chị thích đi học á mà chị không nói chị thích á, sau này được người ta điều kiện giờ tập dở đi học lại à. Cái này chị trở thành bà này bà kia, nếu có lấy chồng có nghề của chị vậy. Chị thích á. Không có thì thôi, chị về nhà biết dọn nhà cửa của ba má của chị à. Dạ. Nói cho vui vậy chứ cái chuyện mà như mấy cô kia chị không chịu. Dạ. Nói cho vui vậy chứ chị không có yêu đương, chị không có gì hết trơn, chị phải làm cô giáo à. Chị phải tâm sự về cuộc sống thôi ha. Chị phải tâm sự cuộc sống thôi, ngoài ra là chị không có gì hết trơn, chị không có thích. Dạ, giá lại chị không thích thì không có tiền vết, chị trong sáng chị rất là vui, chị không phải không phải bị không như không phải với mấy cô kia, thấy không? Dạ. Chị rất là vui, chị thích làm. Chị 41 tuổi là tuổi bao nhiêu vậy? Tuổi 10 á. Đó học sinh đó, chị dạy theo vô trường thì nó học sinh đó. Dạy đúng mà, chừng tới ngày đi học chị đi sớm, không? Rồi tới Tết chị nghỉ, tổng kết xong á chị nghỉ Tết. Rồi tới qua Tết chuẩn bị vô, tới ngày nghỉ hè chị nghỉ luôn. Chị không có ra. Khởi đầu lúc khởi đầu là mùng 5. Mùng 5 chị khởi á. Chị thích tính sở không à? Chị vô giải thích tính sở, không? Dạy thì mẹ chị có la không? Không, không có la. Tại chị thích. Chị thích mẹ chị chiều. Bữa nay trò chuyện với chị Bích vui quá. Lâu lắm em mới gặp chị đó.
tại nó chưa tới ngày đi học á, nó tới ngày đi học thì anh sớm nghỉ hè hay chị nghỉ dữ lắm, nghỉ tới 3-4 tháng luôn á. Tại nãy là em nhìn chị là tại vì em đã gặp chị một lần, em nhìn chị tại vì lúc trước đó là chị mặc áo dài. Áo dài đúng chứ, chị làm luật sư chị mặc áo dài, rồi giờ chị làm cô giáo chị không mặc áo dài nữa. Chị bạn bộ đồ này em thì nóng ra luôn á, nhưng mà bộ đồ này là bộ đồ cô giáo, cô giáo chưa chưa họ mặc đồ khác, mặc đồ á thì mị. Lúc đó chị quay cái mặt đó em mới thấy chị á, chị nấu ra chị đâu thấy lúc này chị đổi khác rồi, dạ, thì đó là cuộc trò chuyện giữa Ngôn cùng với anh Minh Thiện và chị Bích đó cô chú anh chị. Thì thôi mình để cho chị Bích tiếp tục đi dạy, đành gửi lời chào cô chú anh chị và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở một video kế tiếp nha. Bây giờ Ngôn cùng với chị Bích gửi lời chào cô chú anh chị nha. Dạ rồi, chào cô chú anh chị nha.